Cuối hành lang, chuyện ngắn của Alan Bảo Phán. Giọng đọc chính tác giả, âm thanh chính tác giả. Tân và Thành là đôi bạn rất thân từ thở còn tắm mưa ở Việt Nam cho đến khi định cư tại một tiểu bang miền đông nước Mỹ. Ba mẹ của hai gia đình đều xuất thân từ giới trung lưu trí thức, sĩ quan của miền Nam Việt Nam vào những năm đầu thập niên 90, khi chính phủ Mỹ chấp nhận cho nhập cư những gia đình sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại đi theo diện HO. Cả hai đều là những sinh viên xuất sắc của một trường đại học khá nổi tiếng nơi họ đang định cư. Vào mùa hè năm cuối của chương trình Undergraduate, Tân rủ Thành đi Las Vegas để nghỉ xả hơi cho những năm dài chỉ biết cặm cụi với sách vở, và nhân tiện cũng để tham quan tận mắt thành phố không ngủ có 102 trên thế giới mà hai người chỉ thường nhìn thấy trên phim ảnh và truyền hình. Tân là một thanh niên cao ráo, đẹp trai, học giỏi, bạo dạn, lại nói năng lịch thiệp nên có nhiều bạn gái cả Việt lẫn Mỹ. Ngược lại, Thành tuy luôn luôn đứng hạng nhất nhì từ high school cho đến khi lên đại học, nhưng với cặp kính cận dày, dáng người cục mịch, thêm phần là ít nói, nên bao nhiêu cố gắng tìm bạn gái cho anh từ hai gia đình và ngay cả chính Tân nhiều lần cố gắng hết sức giới thiệu bao nhiêu cô gái cho Thành đến giờ vẫn đổ vỡ. Có lẽ vì vậy, suốt chuyến bay từ thành phố miền đông êm đềm hiểu lắng đến Las Vegas, Tân luôn nghĩ trong đầu, chuyến này đến Las Vegas, mình nhất định cùng Thành ăn chơi hết mình và tìm mọi cách để cho Thành trở nên dạn dĩ hơn, để sau này dễ tìm bạn gái hơn. Tân đặt sẵn một phòng khá rộng, 2 king bedrooms, có đầy đủ phòng khách, rộng rãi tiện nghi, balcony thoải mái, có ghế ngồi ngắm cảnh và ngay cả một quầy bar cá nhân. Plan cẩn thận những nơi Tân dự định sẽ cùng Thành đến vui chơi. Từ phi trường về khách sạn bằng xe đưa đón, khoảng 10 giờ tối khi bước vào cửa phòng khách sạn tận lầu 13, Tân la lên một cánh sung sướng và nhảy chồm lên, nằm lên chiếc giường rộng thênh thang. Las Vegas, tụi mình đến Las Vegas rồi Thành. Thành thì chậm rãi bước thẳng đến cửa sổ, vén màn và đưa mắt nhìn xuống hàng triệu loại đèn đủ màu lấp lánh, chen lẫn những kiến trúc tinh vi của những casino đủ loại. Anh từ tốn quay lại hỏi Tân, bây giờ xuống dưới kiếm gì ăn chứ mày? Ăn là chuyện nhỏ, chơi là chuyện lớn. Thành liền vội vali, hành lý vào trong tủ, nhanh nhẩu trả lời. Thoáng chốc, hai người đã xuống dưới casino, đi ngang qua hàng trăm slot machine, tiếng cười rộn với tiếng la hét của người chơi, cùng với tiếng kêu mời gọi của các cô cocktail với những bộ áo thật sexy càng kích thích máu tò mò của hai người. Thành và Tân ăn vội hai dĩa thịt bít tết trong coffee shop mở cửa 24/24. Vừa nhai vừa nhìn ra những bàn blackjack náo nhiệt bên ngoài. Sau khi thanh toán tiền ăn khuya và tiếp hậu hĩnh, hai người vội bước nhanh tới dãy bàn xì dách. Vừa đi Tân vừa nói, double or bust nha mày. Sau chuyến đi này, chắc tụi mình bù đầu với bài thi ra trường và cũng như công ăn việc làm mới. Thành cẩn thận móc ra một sắp tờ $100 và đếm, tao chơi $1,000 thôi, thua thì tao nghỉ không chơi nữa. Có lẽ thánh nhân hay thần bài Las Vegas thường hay trọng đãi những kẻ lần đầu đến đây, nên vận may của cả hai phủ đầy mỗi ván bài. Chỉ sau hơn 1 giờ, cả Tân và Thành mỗi người đã có trên $3,000, có nghĩa là đã ăn hơn $2,000. Tân liếc mắt nhìn Thành, nghĩ được rồi mày. Thành hiểu ý, vội vàng nói với cô chia bài, we start playing. Tân và Thành cầm đống chip $100 màu đen, trang lẫn $25 chip màu xanh, chuẩn bị rời bàn để đến cashier đổi. Cô dealer còn rất trẻ, với nụ cười duyên dáng, let me cash you out. Không đợi hai người trả lời, cô nhanh tay đổi những $100 chip màu đen và $25 chip màu xanh thành những $500 chip màu trắng. Cô đưa lại cho hai người và quay lại nói lớn với anh chàng Plumman Ship Supervise 12 White House. Người Plumman vội quay lại nhìn cô giao chip cho hai người và gật đầu. Cả hai rời khỏi bàn blackjack và bước nhanh đến cashier. Tân vừa đi vừa mừng, nếu ngày nào cũng ăn được như vậy
chắc tụi mình dọn qua Las Vegas học chi cho mệt nữa. Thanh mỉm cười đồng tình, chắc tại mình vừa chơi hay lại vừa hên. Dù rằng tận đáy lòng cả hai đều hiểu rằng không thể nào thắng nổi casino. Mỗi người cầm trên tay một xấp tiền $100, hơn $3,000, chia làm hai, nhét chặt vào túi sau và túi trước của quần jean. Nhìn đồng hồ thấy đã gần nửa đêm, Tân nháy mắt với bạn. It's time to roll, Thanh. Hai người bước ra khỏi khách sạn, bước vào một chiếc taxi và chạy thẳng đến một lúc khỏa thân mà Tân đã research một cách tỉ mỉ trước lúc lên đường. Sau khi trả tiền vào cửa, Tân nhanh nhẩu bước nhanh vào lúc và kiếm một chỗ ngồi tiện lợi, khuất sâu vào góc tối, kêu hai chai bia với giá cổ, kéo Thành ngồi xuống. Trong khi đôi mắt Tân sáng rực kích thích, nhìn những cô khỏa thân đủ sắc tộc màu da, vàng, trắng, đen, nâu lượn lờ mời gọi khách, Thành vẫn bối rối, tu từng ngụm bia và mắt chăm chú nhìn lên sàn nhảy khỏa thân. Tân thì liên tục gọi chai bia này đến chai bia khác và đã gọi hàng chục lap dance từ bất cứ cô nào mời anh và tiếp hậu hỉ. Đôi khi Tân bạo dạn ôm chặt các cô mà không bị phản ứng nào. Thành thì sao bao nhiêu rượu bia vào người cũng không dám gọi bất cứ cô vũ nữ khỏa thân nào. Tân lúc này ngà ngà say, nhìn qua thấy bạn nhút nhát ngồi co lại, Tân vội thì thầm vào tai cô vũ nữ Á Đông dáng người nhỏ nhắn với thân hình cân đối rực lửa không một mảnh vải. Cùng lúc Tân rút vội hai tờ $100 dúi vào tay cô. Cô vũ nữ vòng qua ghế của Thành, hai tay ôm chặt lấy cổ, lấy cặp kính cận để xuống bàn, đôi môi nhỏ cắn nhẹ vào tay anh. Cô dìu Thành đứng dậy và kéo anh đi nhanh về hướng VIP room. Thành lọn chọn run rẩy bước theo. Tân đưa mắt nhìn theo, sau đó lại tiếp tục ôm eo hai cô gái da trắng khác vừa mới nhào tới. Khoảng nửa tiếng sau, Thành trở lại với cô vũ nữ Á Đông rực lửa. Lần này Thành đã tự nhiên và bạo dạn rất nhiều, ôm chặt mông cô và dúi thêm một tờ $100. Càng về khuya, càng say chến chán, Tân và Thành mới nghiêng ngả bước ra khỏi club. Ngoài đường, xe đã vắng, ánh đèn vàng nhợt nhạt in hai bóng đen của Tân và Thành đang lọn chọn bước dọc con đường nhỏ cũ kỹ dẫn ra đường lớn từ cái night club khỏa thân này. Dọc con đường nhỏ giữa nửa đất nửa tráng nhựa là những khu chung cư nghèo nàn, đa số là gái điếm, gái nhảy khỏa thân, dân hút sách, rượu chè, cờ bạc, và cũng không thiếu những ma cô du đảng đầu trộm đuôi cướp cư ngụ tại đây. Một cô gái còn rất trẻ, mặc mini zip ngắn và mỏng, bước sát vào người Thành, lúc này đang dựa vào bức tường gạch lon lỏ. Cô gái vừa thì thào vừa kéo gọi zipper của chiếc áo. My apartment is 2 minutes from here. Cô vừa kéo Thành vừa chỉ vào một con hẻm nhỏ rộng đủ vừa một chiếc xe, tối đen như mực, không một ánh sáng. Thành chỉ nhìn thấy một con hẻm nhờ ánh trăng gần rằm chiếu lờ mờ xuống rặng cây đầu ngõ. Tân đang ngồi dọc lệ đường, có lẽ vừa gọi cell phone cho taxi, chân đi không vững, lảo đảo bước theo. It's okay, Thành. I wait for here right in front of the apartment. Thành và cô gái bước vào ngõ hẻm. Tân vội bước theo, cho đến khi cô gái dắt Thành vào một apartment trong một khu chung cư nhỏ nằm ngay cạnh một bãi đất đá, cát và đủ loại xe cũ kỹ đậu ngang dọc không thành hàng ngũ. Tân ngồi ngay trước cửa, tay bật chiếc đèn từ chiếc iPhone và nói lớn, lẹn lên nghe Thành, taxi chắc sắp đến. Tân dựa đầu vào cửa, cơn nhức đầu lẫn cơn say làm anh ngủ thiếp lúc nào không hay. Có lẽ trong tiềm thức vẫn mơ màng đợi bạn, nên Tân ngủ gà ngủ gật và đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, cơn lạnh và mùi ẩm ốc làm anh rùng mình. Tân dường như đã tỉnh cơn men, trở nên tỉnh táo, anh tự nhủ. Thành vào trong đó đã gần 1 tiếng, sao giờ này vẫn chưa ra? Anh đập mạnh vào cửa. Thành, mày còn ở trong đó hả? Thôi đủ rồi, đi về thôi. Không một tiếng trả lời. Xung quanh chỉ nghe tiếng gió xào xạc, ánh trăng lơ lửng len lỏi qua bóng Tân. Tân cảm thấy rùng mình, cơn gió lạnh mùa đông sa mạc làm anh càng sợ hãi và lo lắng. Tân bật chiếc đèn từ iPhone chiếu vào cánh cửa văn phòng. Anh lấy hết sức tông vào nhiều lần,
cuối cùng chiếc cửa bật tung ra, tên lạnh người chết đứng vì trong phòng không có bóng người. Đối diện với cánh cửa anh vừa tông ra là một không gian trống thông ra từ căn phòng đến một khoảng đất hoang cây cỏ rậm rạp, nhiều chiếc xe hư cũ chất thành lớp. Tên tái mặt hét lớn: Thành, Thành, where are you? Không có tiếng trả lời. Trời bỗng trở gió đông mạnh, tiếng kim loại kêu sèn sẹt của những chiếc xe chồng vào nhau, lá xào xạc vỗ mạnh của các cành cây cuối bãi đất hoang làm Tân khuỵu xuống. Vốn là một thanh niên dạn dĩ và thông minh, Tân vẫn còn đủ lý trí để gọi 911 và run rẩy con người phục xuống. Tiếng còi hụ, tiếng lo, tiếng người nói chuyện làm Tân tỉnh hẳn. Chung quanh anh là xe cảnh sát và đèn pha chiếu sáng cả bãi đất hoang. Tân nghiêng mình, chợt nhận ra mình đang nằm trên cán cứu thương. Chung quanh là các nhân viên cảnh sát. Người cảnh sát lấy tất cả lời khai của Tân về sự mất tích của Thành và hỏi: Các anh làm gì tại khu chung cư bỏ hoang này? Tân thật kình kể tất cả câu chuyện từ nightclub cho đến khi gặp cô gái cùng với Thành. Người cảnh sát chau mày: Khu chung cư này làm gì có ai ở? Khu này đã bỏ hoang gần 10 năm nay, chủ cũ không có đủ tiền xây dựng, đã khai phá sản, cuối cùng cũng thua bạc hết và lái xe về tự sát bằng súng ngay sau bãi đất chứa đầy đất đá vật liệu xây dựng. Hiện nay chính quyền Las Vegas đã trưng dụng và rào kính, chuẩn bị đổi mới và làm đẹp downtown. Tân tái mặt: Nhưng rõ ràng lúc nãy tôi và bạn tôi đi cùng với cô gái vào một ác thật mang đàng hoàng mà. Người cảnh sát nghiêm nghị: Chắc chắn là anh say quá rồi, ở đây không có ai cả. Tân giật mình, chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng. Thành bạn anh lúc nào cũng mang theo iPhone, cũng như anh và tất cả mọi người thời đại high-tech này. Anh nói số phone cho cảnh sát với niềm hy vọng dù Thành không bắt phone, nhưng nếu chiếc iPhone nhét sau túi quần vẫn còn hoạt động, thì nhất định cảnh sát sẽ dùng GPS để xác định và track vị trí của chiếc iPhone. Tân đang nằm mệt mỏi một mình ở khách sạn thì nhận được điện thoại của sở cảnh sát là họ không liên lạc được với iPhone của Thành. Có lẽ nó đã hết pin hoặc đã bị phá bỏ. Vài tháng sau đó, một không khí ảm đạm tan tóc trong hai gia đình Tân và Thành. Gia đình Thành đã tốn rất nhiều tiền của công sức cho các công ty truyền thông để truy tìm cậu con trai mất tích. Họ cũng lập ra những trang web để kêu gọi mọi người. Trường đại học cũng kêu gọi sinh viên tìm kiếm tin tức của Thành, một sinh viên ưu tú lỗi lạc sắp ra trường, gây chấn động mạnh toàn thể cư dân tại thành phố miền Đông nhỏ bé hiền hòa. Tân thì siêu nhược nằm nhà suốt semester cuối cùng. Anh cứ ôm đầu ngồi trong phòng, hối hận vì đã ham vui mà đã làm mất một người bạn tri kỷ. Thỉnh thoảng, anh như người mất hồn, áo quần lết thết lang thang dọc hành lang lớp học, nơi mà anh và Thành thường ngồi nói chuyện. Một hôm, trời đã khuya lắm rồi, Tân ngồi bó gối trong phòng, nhìn chăm chăm như người mất hồn từ khung cửa sổ của nhà cha mẹ anh. Trời về khuya, khu rừng sau nhà vào hè giờ dường như rộng hơn. Dưới nhà, tiếng tivi cũng không còn nghe nữa. Ba anh giờ này chắc đã ngủ. Ông thường có thói quen ngồi trên chiếc ghế bành vừa xem và vừa coi báo. Tân vừa liêm diêm mơ màng thì dường như ngoài cửa sổ có tiếng động lẹt xẹt như có người cào. Tân lờ mờ giữ mắt, anh mơ màng thấy một khuôn mặt hiện ra ngoài cửa sổ giống như Thành. Tân run bắn người, định thần nhìn kỹ, đúng là Thành. Nhưng đầu tóc anh ướt đẫm, máu rớt từng giọt, khuôn mặt phía trái dường như nát bấy và mất hẳn con mắt. Tân té bật ra sau và hét lớn: Thành, mày đó hả? Cái đầu Thành bên khung cửa sổ nhúc nhích, dường như nhìn Tân với cặp mắt buồn vời vợi. Chợt con mắt bên trái của Thành rớt xuống, Tân cứng người run bần bật thét lớn và ngất xỉu té ngay xuống giường. Ông bà Tân lay mạnh con và lo lắng hỏi: Tân, tỉnh dậy con, không bị ác mộng hả? Tân giật mình, mồ hôi ướt khắp mình. Nhìn cha ba mẹ, anh biết rằng mình vừa trải qua một giấc mơ hải hùng như thật. Mẹ của Tân ôm đầu con khóc nức nở. Bà biết rằng kể từ ngày đi Las Vegas về, Tân như điên như dại vì Thành mất tích. Bà cũng hiểu rằng Tân luôn luôn hối hận vì chuyến chơi khuya tại Las Vegas mà anh đã bày ra, đã dẫn tới hậu quả thê lương ngày hôm nay. Thình lình, chiếc phone của Tân vang lên.
Tân giật mình nhìn ba mẹ anh như thăm hỏi, không biết ai gọi anh vào giờ này. Tân lôi chiếc iPhone từ dưới giường ra. Anh tái mặt vì anh nhận ra đó là số điện thoại của Thành. Tân hồi hộp run rẩy. Hello, Thành đó hả? Bên kia đầu dây không có tiếng trả lời. Tân lại tiếp tục hỏi. Hello, Thành đó hả? Mày đang ở đâu? Bỗng tiếng điện thoại bên đầu dây kia đột ngột cắt đứt và hàng loạt text message lặp đi lặp lại hiện ra trên màn ảnh cell phone của Tân. Tân ơi, tao ở đây lạnh lắm, cứu tao với. Ba má Tân há hốc mồm kinh sợ. Ba Tân run lẩy bẩy. Thằng Thành, nó còn sống sao? Bà ơi, gọi cảnh sát, gọi 911. Sáng hôm sau, dựa trên số phone và text message của Thành cho Tân, cảnh sát đã tìm được xác Thành thối rữa tại một lake trong tiểu bang Nevada. Nửa mặt bên trái bị ăn mòn, mắt trái bị mất hẳn. Cảnh sát lôi ra túi sau của xác Thành một chiếc cell phone ẩm mốc, rong rêu, bám đầy và dĩ nhiên không còn sử dụng được. Đám tang của Thành được cả trường đại học đến thăm viếng. Từng bạn học đi ngang qua ngôi mộ anh thả một bông hoa. Tân trong bộ áo vest màu đen, khuôn mặt nhợt nhạt, thân hình cao lớn khỏe mạnh, giờ đi đã ốm nhiều. Tân đứng trước quan tài của Thành, trước giờ hạ huyệt, nước mắt ướt đẫm, anh run run nói, lỗi tại tao, Thành ơi, tao không nên rủ mày đi Las Vegas. Tân thọt tay vào túi, anh móc ra một con chip $100 mà anh quên đổi lúc còn ở Las Vegas. Tân bật hộp quẹt máy, đốt con chip $100 khá lâu, rồi anh liện xuống chỗ hạ huyệt của Thành. Las Vegas, ngày 30 tháng 7 năm 2019.